viên dành cho anh Quang Thanh Hương cũng như là chị Đào Thị Bình Di. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, sau hơn 3 năm ra mắt thị trường và phát triển, Vinmart đã có những bước tiến mạnh mẽ, tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng. Và trên con đường đạt được những thành tựu đó thì không thể không nhắc đến các cán bộ nhân viên của Vinmart. Mỗi người có một vai trò riêng như một viên gạch nền móng xây dựng nên bức tường thành công chung của Vinmart ngày càng vươn cao và vươn xa hơn nữa, hướng đến đẳng cấp quốc tế. Và ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tề tụ tại đây, cùng nhau chào mừng 25 năm thành lập tập đoàn và cùng nhau tưởng thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của chúng ta vì lợi ích chung đưa Vinmart phát triển lớn mạnh. Và cũng là để chúc mừng Vinmart đã trở thành một thành viên vô cùng quan trọng với Vingroup,